Chào các bạn, hôm nay là ngày 8 tháng 3, là ngày phụ nữ quốc tế vùng lên, cũng là ngày ra mắt số đầu tiên của chuyên mục mới đến từ diễn đàn HD Việt Nam. Mình là Scotty, chào mừng các bạn đến với chuyên mục điểm tin công nghệ tuần 8 tháng 3. Sony đang có thị phần TV 4K lớn nhất, tiếp theo mới là Samsung. Không giống như TV HD, thị trường TV 4K đang chứng kiến một cuộc lột xác ngoạn mục của Sony. Họ không chỉ là hãng đưa ra những model có giá hấp dẫn nhất, mà còn đang dẫn đầu trong cuộc đua doanh số, vốn là thế mạnh gần đây của các thương hiệu Hàn Quốc. Theo thống kê của Display Search, Sony đang là hãng chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường TV 4K. Thậm chí có những thời điểm như trong quý 2 năm 2013, doanh thu của họ đã chiếm đến 42,4% doanh thu của toàn bộ thị trường. Samsung đang là hãng dẫn đầu trong thị trường TV nói chung. Tuy nhiên, ở một mảng kinh doanh high-end 4K thì họ đang mất đi ưu thế trước Sony. Lý do thì chắc là ai cũng đã biết, bởi Sony đang rất mạnh về thương hiệu. Hơn nữa, mức giá của họ đang trở nên rất cạnh tranh so với các đối thủ khác. Surf Vietnam Awards vinh danh những sản phẩm công nghệ năm 2013. LG G2 là smartphone của năm, TV của năm thuộc về Samsung 65F9000 và HTC One là chiếc điện thoại đẹp nhất năm. Đó là những gì đã diễn ra tại buổi lễ trao giải Surf Vietnam Awards diễn ra vào cuối tuần qua. Bên cạnh đó thì cũng đã có một số sản phẩm đáng chú ý đạt giải khác như Nexus 7 cho tablet của năm, Toshiba Portage Z30 cho laptop của năm, Marley Vision Preamp 52 cho thiết bị âm thanh high-end của năm và Canon 70D cho DSLR của năm. Microsoft sẽ phát hành miễn phí hệ điều hành Windows của mình mang tên Windows 8.1 with Bing. Trước sự thành công của các nền tảng miễn phí như Android Linux, thì có lẽ Microsoft nhận thấy được mối nguy hại cho hệ điều hành phổ biến nhất của thế giới của hãng. Theo như trang tin WYOR, thì Windows phiên bản miễn phí sẽ được ra mắt vào tháng 4 tới đây. Tất nhiên, đi kèm với sự miễn phí là giới hạn mà gã khổng lồ này đặt ra. Và nếu muốn được trải nghiệm Windows 8.1 đầy đủ, thì người dùng sẽ phải trả phí. Xuất hiện hình ảnh đầu tiên được chụp từ camera của Oppo Find 7. Có lẽ siêu phẩm di động đình đám năm nay sẽ không phải là Galaxy S5 hay Xperia Z2 nữa, mà nó nên dành cho Oppo với chiếc Find 7 sẽ ra mắt tới đây. Sau khi hé lộ chiếc smartphone này sẽ có màn hình 5.5 inch phân giải QHD 2560x1440p, Oppo cũng tiếp tục rò rỉ một thông tin đáng chú ý khác về sản phẩm của mình. Bức hình này có độ phân giải lên đến 8160x6120, tương đương 50 megapixel. Đây là số megapixel khủng nhất tính đến hiện tại và vượt qua cả chiếc Lumia 1020 của Nokia. Vẫn chưa biết được điều này có là sự thật hay không, nhưng xem ra cuộc đua về số chấm camera trên smartphone vẫn chưa khi nào dừng lại. Samsung Galaxy S5 cho đặt hàng trước với giá $959. Mới chỉ ra mắt cách đây hơn một tuần, nhưng giờ thì người dùng đã có thể đặt hàng chiếc siêu phẩm mới của Samsung. Mặc dù không có được những đột phá khi ra mắt sản phẩm lần này, nhưng Samsung vẫn tin tưởng S5 sẽ thành công khi đưa ra mức giá khá cao dành cho chiếc điện thoại này. Galaxy S5 sẽ được phân phối tại châu Âu với mức giá 699 euro, tương đương $959, một mức giá còn cao hơn cả iPhone 5S. Hiển nhiên khi ra mắt tại Việt Nam thì nó sẽ rẻ hơn nhiều do chính sách định giá của nhà sản xuất. Nhưng cũng không biết liệu tầm giá này có giúp chiếc điện thoại vỏ nhựa này của Samsung có trở nên sang trọng tí hơn nào không, thứ vốn đã gây rất nhiều thất vọng dành cho người hâm mộ. PlayStation 4 của Sony cán mốc 6 triệu máy bán ra. Mặc dù khiến không ít người thất vọng khi ra mắt chiếc PlayStation 4, nhưng Sony vẫn có vẻ đang hái ra tiền với chiếc máy console mới nhất của họ. Vào ngày 2 tháng 3 vừa qua thì hãng đã chính thức bán ra được 6 triệu máy. Một con số vô cùng ấn tượng nếu so sánh với sự im thơi lặng tiếng của đối thủ Xbox One đến từ Microsoft. Sau như một số nguồn tin thì sản phẩm của Microsoft chỉ bán được 3,5 triệu chiếc, thấp hơn rất nhiều so với chiếc PS4. Có vẻ như Xbox One đã thua toàn diện lần này. Và trong tương lai không xa, chúng ta lại tiếp tục được nghe Sony quảng cáo về doanh số ấn tượng của họ.